Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn gián đấu rất đặc biệt của hai kỳ vương Tân Kỳ Vương Trung Quốc, Vương Khuếch, Nam Phương Công Tử lại Lý Huynh. Đây là gián đấu tại Thương Thiên Tượng Kỳ diễn ra ngày hôm qua 13 tháng 10, 2021. Mời các bạn thưởng thức gián đấu Nam Phương Công Tử phế song pháo bức sát Kỳ Vương Trung Quốc. Chuyên. Thank you.
Trong chuyên Trong chuyên Trong chuyên Trong chuyên xe 8, bình 7. Chơi đến đây thì bên đỏ không thể nào chống đỡ được nước, chốt 5 bình 6 sát cuộc. Cho nên Tân Kỳ Vương Trung Quốc, Vương Khuếch đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong ván cờ rất hay của năm phương công tử Lại Lý Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.